người, mình đang ở chỗ cao tốc Trung Lương. Bây giờ gia mình quán ghé quán nhà hàng Trung Lương, hủ tiếu. Đây là quang cảnh rất là đẹp nha cả nhà. Hello. Nói đi. Ở đây đi nha. Em bữa con làm bước không chị? Đi ra coi cá rồi con. Ồ, có mấy con cá bự quá trời luôn đi ơi. Cá chép to lắm nè con. Chép bự lắm. Không biết mọi người có thấy không ta. Chép to lắm nè nè. To ghê luôn á. Con này nè luôn hả? Ừ. Bữa lên đây là nó đâu ấy đâu. Có cái cá bể màu con quá trời nè. Nó chép to ghê luôn rồi nè. Con cá nó to đúng không? Cá một cái thọc á. Gọi hủ tiếu khô cho mẹ luôn hả nha. À cá to dễ sợ luôn nè. Bự ha. Con này đẹp quá này mẹ ơi. Vàng luôn. Nó to bằng vô đây đúng không mọi người? To lắm á. To lắm mấy con cá nó ở dưới á. Cái này là cá coi á. Đây người ta mới cải tạo lại để người ta nuôi cá coi đẹp ghê rồi cả nhà ơi. Đó đó đó, cá bự nó mới lên kìa. Cá nó màu cam đậm luôn á. Hôm nay là cũng khá là đông khách nha cả nhà. Nó làm lại cái hồ này coi như là sạch sẽ, nuôi cá đẹp ha. Chứ cái hồ to quá mà để ủa nuôi quá đẹp rồi. Đi nó ăn rong đi. Có mấy cái bể màu ở trên đó kìa đi, thấy không? Nè cái bể màu nhỏ 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 nó bơi phía trên đó. Nó ăn rong ăn rêu vậy đây nè. Ủa anh hai hồ này nó có ấy không ta? Nó phồng nhau con ơi. Nè đây nè. Phồng hết luôn. Wow. Gì vậy nè? Làm gì lên vậy? Trời ơi, đây đẹp quá nè. Ủa, nó tụ tập ở đây mới nhiều nè. Ra giữa không à? Quá trời luôn. Cá bự ghê. Wow. Đã ha. Lưới đá ngồi chụp hình nè. Đã ha, cá to lắm cả nhà ơi. Trời ơi. To lắm. Ủa đó, nó có thịt rồi đâu. Đã chưa? Nó mang thịt đó nó chỉ nặng cho luôn à. Không, cá thể đâu có ăn thịt đâu. Con là đẹp nhất. Khoa nè, khoa nè. Con thấy nó
con đi bự quá chị. Nói chú ôi tao với tay luôn á. Ừ, tao bằng cái chân con luôn với tay nhậm cho người ta bắt được luôn rồi. Tưởng tưởng con tưởng cá ngoại ơ con tưởng cá nhà mình là cá mình chứ. Ồ mấy con cá vàng đẹp quá anh nhà ơi. Thôi bây giờ người ta đã bưng ra rồi, mình vào mình ăn sáng nha các bạn. Thôi né con này nè. Hả? Ờ quên kia ngồi đi. Đi sợ nắng không? Nắng rồi. Nắng không sao. Ngồi đi sao đâu. Ủa. Nắng với ba nè. Không thấy không? Chưa nói thêm không? Ăn rồi. Con chết mờ rồi, nãy lỡ dắt chanh vô rồi ba mẹ không ăn chanh được rồi sao? Dắt khó chạy chanh luôn rồi, xé ra. Ngọt quá. Thôi gấp. Bớt cho anh bé. Hả? Ngọt lắm không? Không ăn được. Tàu mình ngồi bị khuất nắng rồi, hơi bị tối rồi nha. Lá nè. Được không con? Được nè. Đợt này nó không cho mình gái riêng nữa, nó cho mình... cho rau vô luôn mà. Là hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Trung Lương. Đây có ngó sen với lại gì? Bông cải. Đây hủ tiếu đặc biệt là có ngó sen. Đầy sát cái hồ cá đẹp lắm nè ở nhà, mà nắng quá nên là ta phải kéo mành ta che, nắng buổi sáng nó ngay đây luôn. Này hủ tiếu mình Mỹ Tho. Đồ đó mới ăn á. Ừ. Hướng miền Tây này một năm rồi mình mới đi lại chứ. Đúng không? Năm ngoái cũng lâu đi hơn á chứ. Nè lại là chơi nhất động rồi. Có à. Ngoài em gỡ khẩu trang ra luôn. Tìm không? Đây. Mình đi tìm. Một xíu nữa mày. Ừ. Nó xe này. Ghê. Bán về được dánh luôn. Thấy bị dánh đẹp quá, cũng thích mê rồi. Giờ bây giờ ngày Nam thi cái nơi sao đi được. Ngày Tết này đi đại đi. Để Juni gấp rau hết cho bà ngoại hả? Không.
Bình đâu che hết chân, mặc cái ly luôn nè. Tết mình ra đi. Tết vô làm muốn đi được. Tết nghỉ mùng mấy? Mùng 4 đi làm nào. Online hả? Sao? Không biết nữa, chắc đi làm công ty á. Vài bữa cho muốn bán hàng nữa, dịch nữa nghỉ luôn à. Kia là một hồ cá róc rách nước. Này buổi chiều ngồi chắc mát hơn ha. Chiều nó không có nắng. Nắng chẳng có virus. Nắng cho nó chết virus. Nắng chiếu rồi. Ừ, thật nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Thật dưới rồi nè. Nắng. Cho mình được con rơm nè. Chưa, mới nửa đường à. Ăn rau cho. Thấy quần thổ cao, cao quá. Cao. 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 Qua cầu Mỹ Thuận nữa mới tới. Cầu Mỹ Thuận nè cậu. Gia đình mình về quê tạo ủng hộ nha cả nhà. Trên đường đi mình ghé quán ăn Trung Lương, mình ăn hủ tiếu Mỹ Tho. Cà phê đá hả? Bà còn đá trời. Ui đắng quá, cà phê đắng ấy. Đắng đầu đắng. Đắng lắm. Đắng gì rồi. Bụi, bụi, bụi. Rồi gia đình mình đã ăn xong rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ đi nha. Biểu. Nghe sao ơi, nghe. Kia đó em ơi.